Giới thiệu bà con cái dòng máy xăng thương hiệu của Mỹ nè, Cole. Thương hiệu hàng đầu của Mỹ nghe con. Là dòng máy xăng đầu tiên là dòng Cole nè. Là thương hiệu hàng đầu của Mỹ luôn nè. Rất bền bà con ơi. Theo tiêu chuẩn bản quyền của Mỹ là tôi nhanh 3600 nha. 429 cc là 14 ngựa, rất mạnh bà con ơi, mẫu rất là cứng cáp. Mẫu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu luôn nè. Rất đẹp nha. Hàng đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ nha bà con. Rất đẹp luôn. Rất là cứng cáp. Vô rất là bọng cứng cáp luôn. Quá trời đẹp bà con ơi. Cái này rất cứng cáp, lóc ác đồ. Cái này bằng gan bà con, cái tay cái co bô bằng gan là không gì nó hư nè. Không giờ nó bị gãy nè, thấy không? Ốc bằng gan luôn, cải tiến mới là con xài cỡ nào xài nóng cái đầu nóng, tốc độ cỡ nào cũng không bị gãy cô bô. Ô bát tụi cắt chắc chắn bà con ơi. Đối bà con đi ghe hay công trình là con rút bỏ dây này ra nha. Đây cái này nè, rút ra. Cái này là báo nhớt, bà con chút xuống nó khó chạy lắm. Mỗi lần bà con đó nhớt hay chạy ghe hay là bơm nước rút này ra là an toàn, vẫn chạy bình thường. Đây Cole thương hiệu số 1 của Hoa Kỳ. Thương hiệu hàng đầu nha con, dòng máy xăng đầu tiên là dòng Cole đó nha bà con. Thương hiệu hàng đầu. Rất mạnh bà con ơi, rất lực luôn. Ồ, dây giật được rất cứng cáp bà con. Rất là lợi hại. Ga rất là dữ luôn. Đúng là đồ Hoa Kỳ. Là đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu nha bà con. 14 ngựa. 14 ngựa, đủ ngựa, bự ghê thiệt. Quá bự. Chụp cò một con bự lon nha con. Rất là cứng cáp bà con ơi. Sản phẩm này bảo hành cho bà con 1 năm nha. Nói chung thương hiệu này thì giá thành nó hơi cao hơn thì cái dòng khác chút nha bà con. Nó là tua nhanh 3600 dòng trên phút. Rất cứng, màu đen rất là dựng. Đa số theo tiêu chuẩn châu Âu là bên châu Âu nó xài màu đen bà con. Xuất khẩu quốc tế châu Âu là đa số nó xài cái mặt trước màu đen. Từ ly phân hay là cái nào cũng vậy nó xài mặt trước màu đen. Rồi đối với châu Á mình thì xài màu vàng, màu cam, màu trắng, thích màu mè. Đây có giấy nhập khẩu luôn con. Khẩu xuất quan series đồng hoàng luôn nè. Đúng là đạt tiêu chuẩn châu Âu nè. Quá đẹp. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088-65-67. Cole 14 ngựa. Sản xuất lắp ráp theo tiêu chuẩn bản quyền của Hoa Kỳ. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 088-65-67. Đẹp nữa con. Cái dòng máy Mỹ sản xuất lúc nào cũng mạnh hết trơn rồi. Dòng máy Hoa Kỳ sản xuất lúc nào cũng mạnh hết trơn. Tất nhiên dòng máy mạnh thì nó nhiên liệu nó hơi tốn hơn với ít chút. Rồi chào bà con nha.